Tam quang phổ chiếu thấu tam tài, ba quang phổ chiếu thấu ba tài. Ba quang là mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Phổ chiếu tức là phổ biến chiếu sáng. Ba tài là trời đất người. Ba quang là văn tự bát nhã quang, quán chiếu bát nhã quang, thật tướng bát nhã quang. Thật tướng bát nhã quang tức là thậm thâm bát nhã quang, soi thấy năm uẩn đều không. Dùng ba quang chiếu thấu ba tài, tức chiếu khắp trời đất người. Nhất quy hợp xứ lại nhất lai. Nhất quy hợp xứ tức tự tánh của mình. Nhất là nói tự tánh, hợp xứ cũng là chỗ của tự tánh. Sơn hay muôn pháp đều quy về một, một quy về hợp xứ. Ngài Thần Quang có nói bài kệ: muôn pháp quy về một, một quy về hợp nhất. Thần Quang vốn chẳng sớm biết đạt ma vách tai núi. Quỷ nghe dạy, nghe ngài dạy 9 năm chỉ cầu thoát khỏi Diêm La. Vì sao thế? Tâm chúng ta cũng chính là tánh, một khi quay về liền hợp xứ. Hợp tức là tương hợp. Tương hợp với gì? Cùng tương hợp với Phật tánh. Chư vị cùng Phật tánh tương hợp, rồi trở về cội gốc, lại xuất sanh diệu dụng. Diệu dụng này chính giúp thành tựu Phật quả, gọi là trở về Nhất Lai, cũng là ông Phật của chư vị. Thấy sắc tức không thọ nạp thế. Thấy sắc tức không nghĩa là thấy được sắc, mà sắc vốn là không. Sao nói sắc vốn không? Phạm phu chúng ta đều chấp trước sắc này. Chấp vào sắc gì? Tổng thể của sắc. Sắc pháp tuy có nhiều loại, mà tổng thể của sắc chính là thân thể chúng ta, gọi là sắc thân. Sao sắc thân lại là không? Thật sự thân này có mà. Chư vị biết mặc đồ, ăn uống, ngủ nghỉ, sao chẳng biết không? Nếu chư vị hiểu rõ sắc thân này được hình thành như thế nào, thì chư vị sẽ hiểu rõ tánh không của nó. Vì vậy nên giảng về chân không tích pháp, cũng là pháp phân tích. Thân này là tổng tướng của sắc, đất nước gió lửa là biệt tướng, tướng riêng của sắc. Thân thể của chúng ta do đất nước gió lửa hợp thành, xương cốt thịt thà chính là đất, nước mắt, nước mũi, máu, tiểu tiện, mồ hôi là nước. Thân thể được ấm áp là nhờ có lửa, vận động hô hấp nhờ thân thể có gió. Bốn đại hòa hợp thì thân thể còn, chúng phân tán thì thân thể mất. Đất trở về với đất đá, nước trở về nước, gió trở về gió, lửa trở về lửa. Mỗi đại đều trở về cội gốc nên không thật có. Vì thế mọi người chấp trước vào thân thể tự cho là có thật là sai lầm. Sao thân thể không phải là mình? Thân thể không phải là mình. Mình là gì? Có thể giữ gìn thân thể, có thể thấy, nghe, người biết, nhận thức bằng tri giác. Tri giác này cũng là mình. Thân thể là gì? Thân thể chính là mình. Mình là thân thể. Không thể cho rằng thân thể chính là mình được, vì thân thể chỉ giống như nhà ở. Chư vị không thể cho rằng nhà mình ở chính là mình. Chư vị gọi nhà ở chính là mình thì sợ rằng người ngoài cười cho. Nhưng nói thân thể chính là mình thì không ai cười cả. Sao không ai cười chư vị? Vì ai cũng cho rằng thân thể chính là mình, tức là chấp nhà ở chính là mình. Thấy, nghe, ngửi, nếm, giác, biết đều là Phật tánh. Phật tánh cũng chính là tự tánh của chư vị. Thân thể bất quá chỉ do nhân duyên hòa hợp, nhân duyên ly biệt thì thân thể phân tán. Thế nên chư vị đừng cho rằng thân thể chính là mình. Mình ở trong nhà, những việc bên ngoài không thể biết. Thế nên đừng chấp trước nhà ở chính là mình. Bàn về sắc, chư vị hãy phân tích rõ, nó cũng là không. Do từ không mà biến thành sắc pháp, đất nước gió lửa hợp thành thân thể, mà có người lại nói rằng Thượng Đế tạo ra người, dùng gì để tạo ra? Cũng dùng đất nước gió lửa mà tạo thành. Chúng ta cũng có thể dùng một chút đất nước gió lửa để tạo ra thân người. Ai ai cũng đều tạo ra người khác được. Con người do nhân duyên hòa hợp tạo thành, nhân duyên biệt ly thì thân thể phân tán. Thế nên đừng gọi thân thể là mình. Sắc tức là không. Chư vị nếu hiểu rõ sắc tức là không thì không chấp trước thân thể là mình. Tất cả vật dụng thuộc về mình, mình đều bảo tồn phụ trợ, đó là làm nô lệ cho thân mình. Tâm của chư vị chính là tánh tri giác. Chư vị phải hiểu rõ thân thể là sắc pháp, là giả hợp, đừng nên chấp trước. Nếu không chấp trước thân thể tức là phá được sắc uẩn. Khi phá được sắc uẩn rồi thì nó biến thành không. Thọ nạp như thế, thọ uẩn cũng giống như sắc uẩn là không thật có. Vọng tưởng quyện lưu hạnh nghiệp an bài, vọng tưởng chuyển lưu nghiệp an bài.
Vọng tưởng là tưởng uẩn, quyện lưu, tức là hành uẩn. Hành nghiệp an bài là hành uẩn được an bài cùng hành nghiệp. Thức nãi liễu biệt ngũ âm cụ. Thức cũng liễu biệt đủ năm ấm. Liễu biệt là thức uẩn, phân biệt đầy đủ năm ấm. Năm ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Cảnh hoa thủy nguyệt liễu trần ai, hoa gương trăng nước tuyệt bụi trần. Năm ấm sắc thọ tưởng hành thức, giống như hoa hiện trong gương, như trăng hiện trên mặt nước, tuyệt bụi trần, tức là không còn một vết ô nhiễm bụi trần. Nói lên ý nghĩa là năm uẩn đều không, không nhi, bất không, minh đại dụng, không mà chẳng không, rõ đại dụng. Chư vị phải hiểu rõ năm uẩn đều không. Lúc không hiểu rõ năm uẩn là không thì có nhiều phiền não vọng tưởng. Hiểu rõ được thì chuyển thức thành trí, khi ấy đắc đại diệu dụng phi thường. Hiểu rõ diệu dụng này, tức thấy mà như chưa thấy thì an lạc sung sướng. Kiến do vị kiến là khoái tai, thấy như chưa thấy vui vô vàn. Nơi chân không xuất sanh ra diệu hữu cùng đại dụng, khi ấy chư vị thấy rõ mà cũng đồng như chưa thấy, không bị cảnh giới truyền. Có thế chư vị mới đắc được an lạc chân chánh, vì vậy nói rằng vui vẻ vô vàn. Độ nhất thiết khổ ách, vượt tất cả khổ ách. Độ qua khổ ải xuất luân hồi, vũ tế thanh tinh nguyệt chánh huy. Khôn nguyên đạo thể nhân trung thánh, bất hoại kim khu thế thượng hy. Thoát sanh hòa thuận thiên niên lạc, chứng diệt khởi thị vạn kiếp kỳ. Nhị tử vĩnh vong ngũ trụ tật, tiêu diêu pháp giới nhập đông tây. Dịch: vượt qua cửa khổ thoát luân hồi, mưa tạnh trời trong trăng sáng hiện. Càn nguyên thể đạo thánh giữa người, vàng chẳng hoại diệt thế gian hiếm. Thoát sanh từ cần chi thuốc tiên, chứng diệt đợi chi muôn kỷ kiếp. Hai chết mất hẳn năm trụ tận, dạo chơi pháp giới khắp đông tây. Vượt qua tất cả khổ ách, độ tức là độ thoát, tất cả là bao quát hết mọi khổ ách. Khổ thật khó thọ nhận, mà lại gia tăng thêm cái ách nữa thì thật rất khó lãnh thọ. Độ sao gọi là độ? Độ thoát sao gọi là độ thoát? Tức là xa khổ đau đắc được an lạc nên gọi là độ thoát, cũng là giải thoát. Tại sao không gọi là giải thoát tất cả khổ ách mà là độ thoát tất cả khổ ách? Vì tiếp theo câu trên soi thấy năm uẩn đều không mà nói, ý nói là độ cho những người tu hành. Chư vị tuy thấy năm uẩn đều không nhưng phải tu hành, tu hành mới độ thoát được tất cả khổ ách. Nếu chư vị không tu hành mà chỉ đơn giản thấy năm uẩn là không thì có dụng ích chi? Soi thấy chúng đều không thì mới biết rõ tánh không, hay giác ngộ chúng là không, nhưng phải nên tu hành. Vì vậy, tuy đốn ngộ lý mà sự thì phải tiệm tu, tu dần dần, hiểu rõ lý rồi thì phải tu hành mới độ thoát được tất cả khổ ách. Nếu chỉ biết chúng là không mà chẳng chịu tu hành thì cái không đó chả có ích lợi gì. Vì thế chư vị phải nên tu hành, thật tiễn tu hành. Độ cũng là cung hành thật tiễn, thật thật tại tại tu hành, thật thật tại tại mà làm. Không nên dùng khẩu đầu thiền nói khai ngộ đắc được an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Đã khai ngộ, vậy khai ngộ gì, đắc được gì? Chứng đắc an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề như thế nào? Nói thì rất dễ mà hành thì rất khó. Nói là pháp mà hành là đạo. Thế nên chư vị nói được thì phải hành được. Hiểu rõ chúng là không thì phải tu. Dùng cái không mà tu cái có, dùng chân không mà tu diệu hữu. Độ thoát tất cả khổ ách. Tất cả khổ ách là không phải một việc khổ mà nói bao quát hết mọi khổ ách. Khổ tựu chung có ba loại khổ, tám khổ, vô lượng khổ. Ba loại khổ là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Lại gọi ba thọ, tức thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ, không lạc. Cũng là khổ thọ lạc thọ, không khổ, không lạc thọ. Sao gọi là thọ? Thọ nghĩa là tiếp thọ. Tiếp thọ khổ, lạc và không khổ, không lạc. Khổ khổ tức là khổ thọ, hoại khổ tức là lạc thọ. Đừng cho rằng hưởng lạc mà không có khổ trong đó. Trong an lạc có hoại, hoại rồi thì có hoại khổ. Không khổ, không lạc gọi là hành khổ.
Tám khổ là gì? Tức là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương mà xa lìa khổ, uất oán ghét mà gần nhau khổ, cầu mà không được khổ, năm ấm hãy hừng khổ. Ai mà không được cha mẹ sanh ra, có sanh tức có khổ vì sanh. Ai không già yếu, có người nói rằng trẻ thơ chưa già mà chết. Tuy chưa già nhưng vốn chưa có tri giác, trẻ em chưa già nhưng vẫn có khổ vì bệnh, khổ vì chết, cũng gọi là khổ vì già. Sao bảo trẻ em khổ vì già? Ngày em bé chết chính là ngày em đã già. Nếu không già thì sao lại chết? Chư vị bảo trẻ em cũng biến thành già sao? Vì em chết nên cũng gọi là già. Vì thọ mạng của em không được dài lâu, thời gian từ sanh đến chết rất ngắn ngủi. Khi chết cũng là đã già rồi. Nếu không già thì sao lại chết? Thế nên không thể thoát khỏi khổ vì già. Bệnh khổ. Có ai dám nói rằng bệnh không khổ không? Bệnh thật rất thống khổ, chư vị cũng hiểu rõ rồi. Sanh ra lại khổ vì bệnh, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng bị quả báo gậy đập ăn lúa ngựa. Tại sao vậy? Vì trong một đời tiền kiếp, Ngài làm một đứa trẻ. Lúc ấy trong vùng Ngài ở, dân chúng bị đói khát, không có gì để ăn. Chợt có một con cá voi bị mắc cạn, Ngài dùng côn đánh vào đầu khiến cá chết. Sau đó dân làng áp ra róc thịt cá voi mà ăn. Do đó sau khi thành Phật rồi, Ngài thường thường cảm giác nhức đầu, tựa như bị cây đập lên đầu, nên gọi là quả báo gậy đập. Lại nữa, trong một đời tiền kiếp, Ngài có nói một câu sai lầm rằng đối với người tu đạo phải tu hành khổ hạnh chân chánh bằng cách ăn lúa ngựa. Sau khi Ngài thành Phật, trong một kỳ an cư kiết hạ, quốc vương không cúng dường gì hết, chỉ cho Ngài và tăng chúng tỳ kheo lúa ngựa thường ăn. Đó là do Ngài tạo nghiệp lúc còn tu hành ở nhân địa nên hiện đời phải cảm thọ quả báo. Chết ai ai cũng đều không thích chết. Vì sao? Vì quan hệ đến khổ đau. Lại có khổ vì thương nhau mà xa lìa, ghét nhau mà thường gặp, cầu mà không được như ý, năm ấm luôn thay đổi hãy hưởng. Những loại khổ này đều gọi là khổ. Này chúng ta tu hành nên phải dẹp trừ ba khổ, tám khổ, vô lượng khổ, nên gọi là đội thoát tất cả khổ ách. Độ qua khổ ải, suốt luân hồi, vượt qua biển khổ, suốt luân hồi. Mọi khổ đều nằm trong biển khổ. Nếu chư vị vượt qua hết tất cả khổ ách thì chắc chắn sẽ thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người trời, Vũ Tế, Thanh Tịnh, Nguyệt, Chánh Huy. Mưa tạnh trời trong, trăng sáng hiện. Khi ấy mưa tạnh, tức là không còn hạt mưa nào hết. Bầu trời trong sáng, trăng sáng hiện hiện, mặt trăng trong không trung chiếu sáng. Năm ấm đều không, không còn năm ấm, giống như không còn mây mưa. Bầu trời trong sáng thành tịnh, trăng treo lơ lửng, muôn dặm không áng mây. Cảnh giới này khiến chư vị phát sanh trí tuệ chân chánh, chiếu sáng khắp cả, nhờ đó mà độ thoát qua hết tất cả khổ ách. Càn nguyên đạo thể nhân trung thánh, càn nguyên đạo thể thánh giữa người. Khi chứng sơ quả A-la-hán, thân thể chư vị tràn ngập khí dương. Càn là số dương trong kinh dịch, nên gọi là càn nguyên. Đạo thể là thể chất của việc tu đạo. Trung nhân thánh là thánh trong loài người. Bất hoại kim khu thế thượng hy, vàng chẳng hoại diệt thế gian hiếm. Khi chứng sơ quả tu đà hoàng, chư vị cắt đứt được 88 phần kiến hoặc. Thân thể chư vị bất hoại như vàng ròng, trên thế gian rất hiếm có. Thoát sanh hà thuận thiên niên dược, thoát sanh tử cần chi thuốc tiên. Xưa vua Thái Thủy 221 đến 207 trước công nguyên đến đảo Bồng Lai tìm thuốc trẻ mãi không già, giải thoát sanh tử. Chư vị không cần thiết phải đi tìm thuốc trẻ mãi không già, chỉ nên độ thoát hết tất cả khổ ách. Khi đó muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Chết sống do tự chính mình, vua Diêm La không thể cai quản được, giống như tổ Bồ Đề Đạt Ma. Chứng diệt khải thị vạn kiếp kỳ, chứng diệt đợi chi muôn kỳ kiếp. Pháp bốn diệu đế khổ tập diệt đạo, khi chứng đắc diệt đế thì thành đạo.
đắc vô dư niết bàn, không đợi trải qua 84.000 kiếp mà mau chứng đắc vô dư niết bàn. Nhị tử vĩnh vong ngũ trụ tận, hai chết mất hẳn năm trụ diệt. Chư vị chứng đến độ thoát tất cả khổ ách, vượt khỏi vòng luân hồi, đắc được thân kim cang bất hoại. Khi ấy nhị tử mà mãi không mất. Sao gọi là nhị tử? Có phải là chết hai lần không? Không phải là chết hai lần, mà là hai lần chết. Một lần là phần đoạn sinh tử, một lần là biến dịch sinh tử, gọi là hai lần chết. Khi chứng quả A-la-hán thì cắt đứt phần đoạn sinh tử, khi chứng quả vị Bồ-Tát mới cắt đứt biến dịch sinh tử. Này Bồ-Tát Quán Thế Âm đã cắt đứt được biến dịch sinh tử, chữ vong mất, đây không phải là tử vong, chết mất. Trong sách Đại học nói, nhì kim vong hỉ, như này mất rồi. Chữ vong đọc là không, chúng ta có thể đọc là vong hay không cũng được, không cần giảng giải. Hai loại này chết, hai loại chết này đều không. Ngũ trụ tận, tận hết năm trụ, nghĩa là năm trụ phiền não. Chúng là gì? Thứ nhất, kiến trụ phiền não là trụ ái kiến. Thứ hai là trụ ái dục. Thứ ba trụ sắc ái. Thứ tư trụ vô sắc ái. Thứ năm trụ vô minh ái. Vì năm trụ ái này mà chúng ta sanh chấp trước, biến thành năm loại phiền não. Bồ Tát Quán Thế Âm dẹp trừ hết năm loại phiền não này. Tiêu diêu pháp giới nhậm đông tây, dạo chơi pháp giới khắp đông tây. Tiêu diêu có nghĩa là tự tại, tự tại cũng là tiêu diêu. Tiêu diêu cũng là tự do, tự do nghĩa là an lạc sung sướng. Sao an lạc sung sướng? Vì có thể tùy tiện đi nơi này nơi nọ. Nhậm đông tây nghĩa là nếu chư vị muốn qua cõi tây phương cực lạc mà tùy ý thì tùy ý mà đi, muốn qua cõi đông phương tịnh lưu ly Phật thì cũng có thể đi, muốn đến cõi ta bà thì không thành vấn đề, cũng không cần hộ chiếu do tòa lãnh sự sứ quán cấp, không có những thủ tục rườm rà. Nếu muốn đi thì cứ đi, nên gọi là tiêu diêu pháp giới. Pháp giới không phải chỉ trong vòng đông tây nam bắc, mà cả trên dưới 10 phương, chư vị muốn đi đến đâu thì đều được hoan nghênh. Khi đến những nơi đó, không phải nói là muốn đi đến nơi kia, nơi kia không hoan nghênh tiếp đón chư vị, không cho nhập cảnh. Muốn đến nơi nào cũng được hết, tiêu diêu pháp giới nhậm đông tây. Chư vị thấy cảnh giới này có an lạc lắm không, tự do lắm không? Tiêu diêu tự do đó là tánh pháp giới chân chánh bình đẳng. Khi hai lần chết và năm trụ đều tận diệt thì đắc được tự do, đó là tự do chân thật an lạc, chân thật bình đẳng, chân thật và tiêu diêu chân thật. Xá lợi tử. Xá lợi tử thị kiên cố vi, dịch tác thu lộ mẫu nghĩa hình, giới định viên minh châu quang hiện, hạnh giải tương ưng thể linh lung, đại trí chi hà nhân ngu biểu, thiện ban kỳ tại nương phúc sanh, nhân gian cụ thử chân thật huệ, thủ chư tảo khê bảo lâm phong. Dịch: xá lợi tử nghĩa là kiên cố, dịch là thu lộ hình giống mẹ, giới định sáng tròn chân ảnh hiện, hạnh giải tương ưng thể sáng trong, bậc đại trí sao giống kẻ ngu, biện tài giỏi nhờ thai sanh trợ, người người đầy đủ chân trí huệ, giữ phong cách bảo lâm tào khê. Xá lợi tử thì kiên cố vi. Xá lợi tử cũng là xá lợi Phất. Xá lợi là tiếng Phạn, tử cũng là tiếng Phạn. Xá lợi tử nghĩa là kiên cố. Vì sao? Đó chỉ cho trí huệ kiên cố, thế nên xá lợi tử nghĩa là kiên cố. Dịch tác thu lộ mẫu nghĩa hình, dịch là thu lộ hình giống mẹ. Xá lợi phiên dịch ra tiếng tàu gọi là thu lộ. Thu lộ là một loài chim biển, chim này bay rất cao và rất xa, đôi mắt lanh lẹ trong sáng như hai ống nhòm. Lúc cá bơi qua bơi lại trên biển, nó đang trên hư không liền bay xà xuống màu như hỏa tiễn để bắt lấy cá mà ăn. Xá lợi cũng là tên của loài chim thu lộ. Ở Ấn Độ, con cái thường lấy tên cha, mà cũng đôi khi lấy tên mẹ, hay dùng cả tên cha lẫn mẹ.
Xá Lợi Tử chỉ là lấy tên mẹ thôi. Mẹ của ngài Xá Lợi Tử, tức là Xá, tên là Xá Lợi.